Quyển 1 Chương 1 Xuyên không Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chap 1 Xuyên không T. D. Trước khi vào truyện bắp mong mọi người đọc phần giới thiệu để hiểu rõ tình tiết truyện trước nha Ui đau đầu quá, cô vừa kêu vừa mở mắt Đôi mắt lờ mờ đần dần nhìn rõ xung quanh là một căn phòng bằng gỗ nguyên chất, đầy những đồ đạc lạ hoắc. Trí nhớ của cô bắt đầu phục hồi. Cô nhớ là khi đập đầu vào một tảng đá lớn thì cô không còn nhớ gì nữa, con tỉnh rồi à? Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên, da đen ngăm, to cao vạm vỡ, trên người mặc đồ rất là kỳ lạ. Ông là ai? Con không nhớ gì hết à? Ta là cha của con đây. Ông hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, "Cha? Cha tôi khác cơ, cô nói vẫn còn mơ hồ, chưa biết mình đang ở đâu mà hay, đúng là con mất trí nhớ thật rồi." thôi cũng chẳng sao ta sẽ rèn luyện lại con từ đầu ông cũng gian muốn sửa thói quen của cô lắm nhưng bây giờ mất trí nhớ cũng tốt ông là ai thì tôi không cần biết nữa đưa tôi đến vương phủ tôi sẽ trả tiền vì đã cứu tôi con nói gì vậy vương phủ nào cơ đây là nhà của chúng ta mà ông nói cái gì cô nói rồi chạy vụt ra ngoài đến đây cô sốc quá ngồi bệt xuống đất đây là đâu cơ chứ sao mình lại ở đây trước mắt cô là những dãy nhà cao tầng chen trúc lẫn nhau đủ loại màu sắc. Xanh, vàng, trắng, khác hẳn những ngôi nhà mái rơm rạ ở chỗ cô, ông bế đứa con gái của mình vào trong giường khi đang trong tình trạng đơ toàn tập, Con có thật là không nhớ ta là ai không lắc đầu, giờ cô đã biết được một phần nào là mình không còn ở nơi mình sinh ra nữa mà đang ở đâu đấy mà loài người như cô không biết, thôi, coi như giờ con mới sinh ra vậy không còn sớm nữa con đi ngủ đi, ông nói xong ra ngoài rồi đóng cửa lại để một mình cô thẫn thờ bên trong khoái ai trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn, đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp, cái mũi nhỏ ngắn hồng hồng trông đáng yêu, đôi môi chúm chím đỏ sẵn tạo nên vẻ đẹp như tiên giáng trần. Cô phải công nhận là mình đã đẹp rồi người trước mặt cô còn đẹp hơn gấp ngàn lần đang soi gương. À, tại sao mình lại ở trong người này nhỉ? Tại sao? tại sao mình lại ở đây nhỉ vậy thân thể thực sự của mình đâu rồi cứ hàng ngần câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng một suy nghĩ chung cuối cùng của cô là thôi đã ở đây thì đành sống ở đây vậy miễn sao vẫn quậy là được ha ha sáng hôm sau nhi con dậy đi ba cô hát gọi vậy luôn cho thuận tiện nha im lặng con không dậy là ta vào đánh con đấy im lặng tại cô này chưa quen cuộc sống ở đây nên mới vậy vì từ trước đến hát có ai dám khu cô dậy đâu? Dậy em mau! Ông cầm cái loa rõ to hét vào tai cô. Ai cho mấy người kêu tôi dậy? Chắc không sợ tôi nữa rồi hát. Chưa kịp nói hết câu cô đã kịp phục hồi lại tinh thần và nhớ lại chuyện và bắt đầu rối rít. Con xin lỗi, tại con quen ngủ dậy muộn rồi, hi hi. Không có lần sau là được. Ta có chuyện muốn nói bà cứ nói đi, con đang nghe đây. Con có muốn học võ không? Võ. Mắt cô sang long lanh, có, có con rất muốn là đằng khác, nghe vậy ông Lai cảm thấy con mình nó quay góc 180 độ. Tính con thay đổi nhiều quá. Ba cứ đủ con vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài võ quán ta sẽ dạy cho con, Thơ, vệ sinh cá nhân, ta quên mất là con không nhớ gì nữa nhỉ. Để ta bảo bà tư qua sang hướng dẫn cho con ta đi trước, nói rồi ông quay bước đi ra ngoài miệng lát sau có một người đàn bà khoảng 50 bước vào, ta nghe nói con mất trí nhớ, không nhớ được cái gì, hát ta sẽ hướng dẫn con làm mọi chuyện, chắc là bà Tư mà ba nói đây. Dạ. Cảm ơn bà ạ, chấp 1, t, d. Xin nói luôn với mọi người rằng tính siêu quậy nó vẫn còn đó ạ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.